Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Palisade phiên bản 6 chỗ bản Exclusive. Thì bên em hiện tại những cái mẫu xe Palisade này thì cũng mới về và sẽ sẵn có những cái màu như là màu đen và màu trắng để sẵn giao cho quý anh chị sắm Tết, cũng như là mình có thể sở hữu một chiếc xe trong phân khúc SUV gầm cao hạng E đó. Palisade thì cùng phân khúc với Land Cruiser Prado và Ford Explorer, nhưng mà đặc biệt thì giá của chiếc xe này đang ở một mức giá cực kỳ là ưu đãi so với cả hai đối thủ trên. Giá niêm yết của chiếc xe này bên em là 1 tỷ 479 triệu. Hiện tại đại lý Hyundai Bắc Ninh đang giảm giá cho quý khách hàng là từ 50 đến 70 triệu đồng trên một chiếc xe như vậy, với vô vàn các công nghệ. Thì với mức giá đó thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh thì nó rơi vào khoảng, đây em đang bấm cho quý anh chị, lăn bánh của chiếc xe rơi vào khoảng 1 tỷ 580 triệu đó. Phụ kiện em có tặng kèm cho quý anh chị là dán phim kích nhiệt trải sàn da. Phim kích nhiệt thì là phim của Mỹ, bảo hành 10 năm, trải sàn da bọc vô lăng. Ở Palisade thì bọn em có tổng cộng là 4 phiên bản. Mời anh chị cùng khám phá qua cái nội thất của xe. Thì nội thất của phiên bản đây là phiên bản 6 ghế bản Exclusive, còn phiên bản hai phiên bản trên của là bản Prestige gồm 6 ghế và 7 ghế. Với cái tông màu thể thao kèm những cái đường nét sang trọng, đó là tông màu đen và sẽ có những cái đường được thêu dệt như kiểu sợi carbon đấy ạ. Thì xe có những cái công nghệ nổi bật như là có nhiều ghế lái hai vị trí, ghế lái và ghế phụ đều được chỉnh điện. Ghế lái được chỉnh điện khoảng 12 hướng, 12 hướng, còn ghế phụ là chỉnh điện 8 hướng. Trên chiếc vô lăng bọc da này, da rất là mịn. Vâng, những cái phím bấm này được mạ rất là sang trọng đó. Thì sẽ có những cái công nghệ như là hệ thống ga tự động cruise control, rồi hệ thống Hyundai Smart Sense bao gồm là cam 360 độ này, hệ thống cảm biến trước sau này, rồi hệ thống cảm biến áp suất lốp, rồi hệ thống phòng tránh va chạm phía trước, phòng tránh va chạm điểm phía sau, giữ làn đường, phòng tránh va chạm khi rời khỏi xe, hỗ trợ phòng tránh quên trẻ em hàng ghế sau, hiển thị cảnh báo điểm và cảnh báo tập trung khi lái xe. Số túi khí của phiên bản Exclusive này thì là 6 túi. Vâng, màn hình của xe thì đây là chiếc màn hình giải trí trung tâm với kích thước cực kỳ lớn, đó là 12,3 inch full digital. Và màn hình đa thông tin của xe thì là màn hình cũng với kích thước 12,5 inch cũng là full digital. Đặc biệt là hệ thống loa của xe thì trên Santa Fe đó là loa Harman Kardon, nhưng mà trên Palisade đó là loa Infiniti đó, hệ thống loa cao cấp mang thương hiệu hàng đầu thế giới. Rồi đến với phần bảng điều khiển này thì chúng ta sẽ có điều hòa tự động hai vùng độc lập cho Palisade tất cả các phiên bản. Chúng ta sẽ có cần số bằng nút bấm này, giữ phanh điện tử auto hold, có thông gió làm mát và sửa ấm cho hai hàng ghế phía trước, có cam 360 độ như em vừa bảo rồi. Đây là cái và chế độ lái của xe thì cũng được trang bị là 4 chế độ lái. Chế độ lái Sport, chế độ lái Eco, chế độ lái Normal và chế độ lái Smart. Vâng. Rồi, em xin mời anh chị cùng đến với hàng ghế phía sau đi. Xe cũng được trang bị thêm hệ thống phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold. Hàng ghế phía sau của phiên bản 6 chỗ này thì nó là rộng thênh thang, rộng mênh mang. Ở phiên bản 6 chỗ này thì hàng ghế phía sau thì cũng đều được tích hợp những cái công nghệ đó là điều khiển màn hình, rồi thì điều khiển điều hòa rồi
quạt gió cũng như là hướng gió để phục vụ cái chỗ ngồi của ông chủ ở hàng ghế phía sau. Đó. Trên mỗi cái hàng ghế phía trước thì đều được trang bị những cái cổng sạc. Đó, cổng sạc. Đấy, hàng ghế phía sau thì ngồi rất là rộng. Và có thể mình đi thông xuống, đây phiên bản 6 chỗ nên mình có thể đi thông xuống được hàng ghế thứ ba. Rồi, rộng khỏi bàn rồi. Em và anh chị cùng đến phần ngoại thất. Em xin được phép giới thiệu thêm là trên cái cánh cửa này cũng được tích hợp rất là nhiều những cái học để đồ. Học để đồ, vâng. Những cái đường mạ carbon này, rồi thì mạ màu sẫm cực kỳ là sang trọng. Đến phần đuôi xe thì xe được trang bị cụm đèn hậu dạng LED và có cam 360 độ kèm ống sạc kép được mạ chrome sang trọng. Cốp của xe thì đều được trang bị tất cả các phiên bản là cốp chỉnh điện thông minh và có hỗ trợ chống kẹt và chống kẹt và bấm mở đều bằng điều khiển hết. Phần cốp xe thì em đánh giá là Palisade này tuy là xe 7 chỗ, 6-7 chỗ nhưng mà nó có một cái không gian cốp đằng sau cũng rất là rộng hơn đàn em Santa Fe rất là nhiều. Đó, đây là những cái cổng sạc và điều chỉnh gập điện cho hàng ghế thứ ba, loa Infiniti. Loa Infiniti thì đều được trang bị tổng cộng là 12 loa cho tất cả các phiên bản. La răng thì trên phiên bản Exclusive này thì được trang bị với kích thước la răng đó là 18 inch. Còn trên phiên bản Prestige bản cao cấp hơn thì là trang bị với la răng kích thước đó là 20 inch. Đó. Cùng đến phần đầu xe. Đầu xe thì anh chị có thể thấy đầu xe là cụm đèn full LED được tích hợp bóng chiếu projector. Đấy, hệ thống đèn full LED có tích hợp công nghệ là ABH là tự động điều chỉnh góc chiếu thông minh khi gặp xe đối diện. Đó. Cái đèn LED định vị và đèn xi nhan của xe thì được đều là thiết kế full LED hết. Đó, tạo cho một chiếc xe có cái thiết kế rất là khỏe khoắn, hầm hố. Ở hiện tại thì Hyundai Bắc Ninh bên em chuẩn bị về phiên bản Palisade bản cao cấp Prestige bao gồm màu đen màu trắng. Thì quý anh chị quan tâm đến Hyundai Palisade thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.